Có lẽ con virus này Nhung nên mang theo hết đi. Cứ loanh quanh châu Á châu Âu làm chi, bây giờ toang rồi. Giờ anh thôi cũng đến cạn lời, vì Nhung nên hoang mang khắp nơi. Sao vô duyên Nhung nỡ đi chơi mà đang mang bệnh trong người. Hà Nội giờ này lặng thinh, nhìn dòng người vội vàng chạy đi mua mì tôm và mua đồ ăn cất giữ hết trong nhà để phòng khi con virus trong Nhung nó cứ lan truyền thật là vô ý. Trách cơ sao Nhung gieo bao cay đắng quả đầy dân ta đến vậy. Có lẽ là nỗi buồn này Nhung nên mang theo hết đi. Cứ loanh quanh tâm trí bao nhiêu bà con bây giờ cách ly. Giờ anh thôi cũng đến cạn lời, vì Nhung nên hoang mang khắp nơi. Sao vô duyên Nhung nỡ đi chơi mà đang mang bệnh trong người.